Phát hiện đám cháy, người đàn ông bình tĩnh xử lý, nhận về cơn mưa lời khen. Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại màn xử lý đám cháy cực bình tĩnh và hiệu quả của một người đàn ông, nhận về nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Theo đoạn clip ghi lại, người đàn ông phát hiện một đám cháy phát ra trước cửa một hộ dân. Bên cạnh đám cháy này còn có một bình ga cỡ lớn nằm cạnh. Trước tình huống này, người thì bỏ chạy khỏi hiện trường, người thì cố gắng điều khiển xe máy thật nhanh qua khỏi đám cháy. Tuy nhiên, người đàn ông này tỏ ra khá bình tĩnh. Anh cầm theo bình chữa cháy, sau đó băng qua đường tiếp cận đám cháy và bắt đầu dùng bình xịt để xịt vào đám cháy. Chỉ một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn và tất cả đều an toàn, cũng không xảy ra thiệt hại gì nặng nề. Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nói trên. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi đến cách hành xử của người đàn ông nói trên. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.